Vâng, xin kính chào các quý vị. Di sản văn hóa trên thế giới thì được tích qua nhiều những cái công cụ để có thể lưu trữ. Thì có người người ta tích về phần số, có người thì băng đĩa. Và với những một phong cách chơi cũng như một di sản văn hóa, đó chính là hệ thống mâm than và đĩa LP. Thì trên tay tôi đây đang cầm trên một đĩa than của nhạc sĩ Tchaikovsky người Nga, và tôi thấy đây là một cái đĩa rất là quý và hay. Và để dành nghe được những mâm than, đĩa than thế này thì mình đầu tư có cần phải nhiều không? Và chơi như thế nào? Thì hôm nay tại shop Audio Thiên Hà, số 5 ngõ 198 Thái Hà, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn những hệ thống mâm than hết sức đơn giản nhưng lại đem lại một cái sự hiệu quả vô cùng cao cho các bạn, để các bạn có một sự trải nghiệm với những đĩa than mang tính hoài cổ vintage nhưng mà lại đưa cái màu sắc âm thanh tuyệt hảo đến cho các bạn. Trước mặt các bạn đây chính là mâm than Music Hall Classic đến từ Mỹ. Vâng, tổng thể mâm than này thì các bạn sẽ thấy mâm than này được nằm trên một tấm plate, tức là bằng gỗ như đã được quấn nút và đã được làm cách điệu bóng trông rất là trang nhã và lịch sự và đẹp. Và mâm than này thì được sử dụng một cái nắp mica để vừa chống bụi nhưng mà nó cũng có một cái tính chất, tức là để cho các bạn ngắm nhìn vào, và đây là một tấm mica trong suốt. Và khi mình dùng mình có thể đậy, khi mình đang sử dụng mình có thể đậy xuống cũng vẫn được, vì tránh những tác động lực từ bên ngoài. Và để setup một mâm than này khi không có các công cụ đi cùng thì khó hay là dễ? Thì hôm nay chúng tôi sẽ giúp các bạn để giải đáp vấn đề này. Khi các bạn mua mâm than về thì nó đầu tiên nó sẽ đóng trong hộp và các bạn dỡ ra. Và khi lắp ráp thế này rồi thì bây giờ tôi lại phá ngược lại để cho các bạn xem cái sự lắp ráp và cái cách sử dụng nó như thế nào cho nó hiệu quả. Đó, đầu tiên thì tôi sẽ tháo lắp mica này ra. Thấy các bạn thấy đơn giản không? Nó chỉ có hai cái vấu ở bên đầu này và một cái ben lật đằng sau này. Đó, và bây giờ thì tôi sẽ để cái tấm mica sang bên cạnh. Để setup một mâm than này, đầu tiên các bạn phải dự tính cho mình là đặt mâm than này vào vị trí nào. Và người ta có, đầu tiên là ta sẽ dùng một cái bọt nước thăng bằng rất đơn giản thế này. Vì cái bọt nước này thì tôi nghĩ với ai làm xây dựng hoặc là trong nhà, những cái người đam mê có một chút kỹ thuật thì đều có một cái bọt thước giống như này. Đó, đầu tiên thì tôi sẽ đặt lên đây để tôi lấy thăng bằng của cái bàn này. Đó là một cái vật thể cụ thể để tôi thắt mâm than. Đấy, tôi ví dụ là như vậy. Đến cái vị trí này thì các bạn sẽ lấy cái thăng bằng bọt nước đây. Thì nó có bọt nước ngang, bọt nước hạt ở trên. Và mình sẽ đặt ở nhiều cái góc độ khác nhau để mình kiểm tra xem là cái độ thăng bằng của cái mâm này đã tốt chưa. Còn nếu mà chưa tốt hoặc là có bị lệch bên nào thì mình có thể điều chỉnh bằng các chân ở phía dưới này được. Đó, mình vặn để mình xoay, để mình chỉnh cái độ cao thấp. Và bây giờ đến giai đoạn này là nó là xong về cái phần cơ bản. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin dỡ cái, tiếp tục cái tấm plate trên này ra. Đây là cục chặn của mâm than. Khi mình dùng đĩa thì mình có thể đặt thêm cục này vào để nó tăng cái độ tĩnh nền, và nó cũng là một cái để hút các cái sóng. Và mặt bên trên này thì nó là một tấm len dạ để người ta để làm chống cho trượt đĩa. Và đây chính là tấm plate bằng hợp kim. Và với tấm plate này thì nó là tấm hợp kim, thì đây là nó dùng bed driver ở trong liền cùng motor luôn, thì nó sẽ dùng ở đây. Và khi một lúc nữa thôi thì tôi sẽ lấy cái bed driver luôn tay qua đây, là tôi sẽ chỉnh vào đây. Với cấu trúc của các mâm than này thì đầu tiên cái yếu tố là trục là quan trọng, thì nó tránh được độ dơ. Thì những mâm than mới bây giờ thì thứ nhất là về cái cực kỳ chính xác nó đã được tốt lên rất nhiều, cái thứ hai là cái nguyên vật liệu để làm ra cái trục này thì nó hoàn hảo hơn. Thì đây, khi các bạn thấy thử tay thử tôi lắc đây thì các bạn thấy nó hoàn toàn nó bất động, nhưng mà cái độ dơ đều của nó và cái độ mà tĩnh đều mà nó xoay qua một cái trục này thì các bạn sẽ thấy nó là một điều tuyệt hảo. Đó chính là những yếu tố mà để làm nên một cái mâm than chất lượng. Còn bên này là một cái motor, và trong này thì người ta đã dùng thuật toán để ta tính để làm sao nó phù hợp với hai tốc độ 33 và 45, và mình cũng không cần phải chỉnh, vì mình chỉ cần chỉnh ở trên này, nó có hai đường rãnh motor là mình ẩn đây xuống đây thì nó tự motor theo nguồn điện DC nó sẽ trực tiếp nó can thiệp vào, thì là nó sẽ đủ tốc độ lên. Và gần như là nếu mà qua một cái máy đo của chúng tôi về cái thước đo thì tôi thấy cái độ rung sai nó rất là thấp, gần như là tuyệt đối. Những cái đó là những cái vấn đề cơ bản là về phần motor tôi giới thiệu các bạn. Còn bây giờ thì tôi muốn nói đến cái tôn nầm, tức là một cái trục ngang như này.
Vâng, đây người ta gọi đây là cái tô nầm. Cái tô nầm này thì chính nó là một cái đường, vừa là cái cân bằng, vừa là cái dẫn, vừa là cái giữ của cái hát xeo. Đây chính là cái hát xeo. Và trong bụng cái hát xeo này thì nó sẽ có một hệ thống người ta gọi là hệ thống kim. Kim thì với cái cấu trúc bên cạnh sườn này thì người ta gọi là cái body kim. Còn cái cần của chứa cái kim này người ta gọi là cần cantilever. Còn cái đầu nhỏ nhất như một có khi thì chỉ bé hơn cả một cái sợi tóc, bằng 1/10 sợi tóc, thì người ta gọi đó là cái stylus. Và stylus này thì có nhiều cái để làm được, có thể là kim loại, có thể là kim cương, có thể là đá quý, thì tùy theo mỗi một cấu trúc kim người ta sẽ làm. Và đằng sau này thì nó sẽ có 4 cái dây màu, nó tương đương cho các vế phải vế trái của hệ thống âm thanh và kết nối qua một trục khỉu như này. Với một trục khỉu này, đây là một chiếc hát xeo được tích hợp sẵn, thì đa phần thì bên hãng người ta sẽ tích vào giữa hai cái phần của cái rãnh lỗ này để người ta tích vào đây, và khi chúng tôi đặt thử vào trong hệ thống cân thì chúng ta thấy hoàn toàn là chính xác. Và đây chính là một hệ thống hát xeo. Và các bạn luôn lưu ý là phải giữ cẩn thận cái đầu stylus này, nếu không thì nó sẽ bị hỏng. Còn bây giờ đến cái phần quan trọng là cái phần cân cái tô nầm này. Vì cái hệ thống này tôi đã phá ra hết rồi, thì khi bây giờ tôi tháo ra thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ đấy, nó sẽ biến thiên luôn, tức là nó không đi theo một cái định dạng nào chuẩn. Và chúng ta luôn nên nhớ hiểu rằng là cái tô nầm này nó ăn theo một cái trục khỉu giữa ở đây, chính là một cái cân bằng, cân bằng ở giữa hai đầu. Và trước khi làm cái này thì tôi lại sẽ bắt ngược lại để lấy cái sự chính xác. Vâng, bây giờ tôi sẽ lấy sự thăng bằng qua cần này mà không cần phải kim, để cân kim. Đó là khi tôi hạ cái ben cần này xuống và tôi tháo cái lẫy này ra và tôi đặt ra đây, thì các bạn sẽ thấy là nó có cái sự thăng bằng, vẫn chưa được, gần được, vẫn chưa được. Đó, khi các bạn lấy làm sao cái thăng bằng, các bạn thấy cái độ bập bênh của cục căn và đầu của hát xeo nó nằm ở cái vị trí là bằng ngang thế này, và mình không can thiệp gì thế này, thì coi như nó đã là hoàn toàn là chính xác. Và khi mình được cái điều kiện này rồi thì mình sẽ chốt lại cái cần này ở cái vị trí này, và sau đó là mình sẽ dịch chuyển. Vì đây là cục chặn này, nó sẽ có hai cái yếu tố. Một là cục chặn đằng sau, nó là cục tạ nặng, và cái chặn đằng trước là để mình một chút nữa thôi thì mình sẽ tính về cái độ gram của cái đầu kim này, thì mình phải quay cái trở cái đầu kim này về bằng không. Vì đây nó chỉ là một cái để cho người ta biết được cái thông số. Và trên này thì nó có một cái rãnh dọc và một cái rãnh ngang, để khi mình đặt cái đầu về không này thì mình sẽ đặt đây, nó là cái rãnh dọc, và mình chỉnh hoàn toàn cái anti-tracking này về vị trí là không. Vì nếu mà kim kéo vào trong thì mình vặn ngược ra ngoài, tức là vặn như này ra ngoài, còn kim kéo ra ngoài thì mình vặn ngược vào trong. Nhưng gần như nếu mà các bạn mà cân chỉnh với một hệ thống mâm than mà tốt thì cái vấn đề mà vặn cái anti-tracking này thì gần như lại rất ít khi sử dụng, hoặc là nếu không thì mình chỉ có cho vào một chút để cho nó giữ cho cái đầu kim này nó chính xác hơn. Còn bây giờ thì tôi sẽ vặn cái đầu kim này. Đây, bây giờ tôi hiện tại tôi đang khóa lại bằng không. Đó, các bạn để nhìn lại cho bạn lần nhìn lại một lần nữa. Đó, đó là chính xác cái này. Đúng không ạ? Sau đó là tôi sẽ, khi các bạn thấy cái sự vuông ngang thế này là rồi, thì là các cái đầu của hệ thống thì mình có thể là, một là mình cắt một cái thước mình để lên đây, hoặc nếu không có thì bình thường chúng tôi sẽ có một cái vạch ngang để chúng tôi biết được hệ thống này nó đang ở dạng cân chỉnh chuẩn. Đó, thì sau đó là mình sẽ khóa nó vào. Và bây giờ thì tôi sẽ vặn theo xuôi. Rồi, 1,7. Như thế này là 1,7. Là bây giờ nếu mà tôi dùng bằng cân, tôi cân thì hoàn toàn là chính xác, là mình có thể là cái đầu kim là chính xác. Còn bây giờ thì tôi lại thử lại một kiểu nữa, tức là khi cái đầu kim đã chuẩn rồi thì mình lại phải chỉnh lại cái hát xeo này để làm sao khi nó tiếp tuyến, nó chạm vào cái rãnh đĩa thì là nó phải cân bằng hai vế, thì mình phải dùng bằng cái bọt nước này, mình đặt nó lên trên này. Đó, với hiện tại bây giờ ở đây thì nó chưa chính xác lắm nên tôi phải nới nó ra một chút thế này, xong sau đó tôi chỉnh về, vì cái này nó có độ dơ nên khi mình vặn vào nó sẽ có độ dơ, độ lệch, thì mình chỉ cần hơi nới tay hơi này bên phải bên trái, thì sau đó mình chỉ cần siết vào
như thế này là hoàn hảo các bạn ạ. Vì cái bọt nước này, cái tâm bọt nước nằm ở giữa cái tâm đồng tâm này, thì làm ở đây mình đặt đây là nó là hoàn hảo. Để khi mình hạ cái đầu kim này xuống thì là nó sẽ rơi vào đúng hai cái rãnh. Còn bây giờ đến vấn đề tiếp theo là tôi sẽ thao tác về cái đặt cái mâm than này vào. Vâng, khi các bạn xong các bạn sẽ đặt dây coroa vào cái vành trong này. Đó, như các bạn giữ tay vào đây. Để khi mình là lắp vào cái tâm của trục này thì mình đặt nó vào đây. Vào đầu mình sẽ quay thử và sẽ thấy cái sự chuyển động nó rất là chuẩn chỉnh và trơn tru. Khi được như thế này rồi thì chúng ta chỉ cần đặt thêm một cái tấm len ở trên và đặt lại tất cả các vị trí này vào vị trí. Và chúng ta chỉ cần lắp ráp lại. Đến giai đoạn này thì công việc đã hoàn thành đến 90% rồi. Bây giờ chỉ còn có một chút là cân chỉnh lại. Và các bạn lưu ý là cái anti-checking này, khi kim ở đầu kim của cái hot cell nó kéo vào trong và kéo ra ngoài thì mình cân chỉnh. Còn với chúng tôi đi làm nhiều năm thì chúng tôi không thấy cái trường hợp để xảy ra bao giờ, là vì khi đã cân chỉnh như này thì cái độ kéo của kim hoặc lệch của kim gần như là hãn hữu lắm. Và bây giờ lắp vào là xong. Với lắp vào công nghệ như này thì tôi nghĩ đây sẽ là một cái phong cách chơi rất là thích cho nhiều bác thích đồ vintage. Và sẽ có những cái buổi trải nghiệm rất hay, vì chơi mâm than này thì nó khác với các phong cách của chơi của kỹ thuật số hoặc là chơi CD. Và mâm than này nó cho mình chơi nó có nhiều cảm xúc, vì nó có màu sắc âm thanh nó rất là sống động và đẹp. Qua những cái tư liệu quý như thế này, nó cũng là một cái di sản để giữ lại. Và cũng xin chúc các bác là nếu các bác muốn chơi những mâm than, yêu quý mâm than này, có thể đến Thiên Hà Audio để được các nhân viên kỹ thuật tư vấn sâu hơn về một phong cách chơi này. Xin hẹn các bác vào các YouTube sau. Xin chào.